Xin chào quý vị và các bạn. Sau khi thí điểm phương án phân luồng giao thông tại nút giao ngã tư Sở và đã đem lại hiệu quả, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội chính thức đề xuất thành phố Hà Nội ưu tiên nghiên cứu phát triển, đầu tư dự án vành đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn từ ngã tư Sở đến Cầu Giấy với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 8.500 tỷ đồng. Hiện tại, đường vành đai 2 đoạn từ cầu Nhật Tân đến đường Bưởi và đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở đã hoàn thành. Và hiện chỉ còn mảnh ghép giữa tuyến, đó là từ ngã tư Sở đến cầu Giấy là có thể hoàn thành tuyến đường vành đai 2. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đề xuất cải tạo mở rộng vành đai 2 trên cao và dưới thấp đoạn ngã tư Sở đến cầu Giấy. Cụ thể, dự án có chiều dài là 3,44 km, chiều rộng là 53,5 m. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 8.500 tỷ đồng. Đường vành đai 2 là tuyến giao thông nội đô khép kín của Hà Nội, dài 43,6 km, chạy qua các điểm Vĩnh Tuy, Minh Khai, Đại La, ngã tư Vọng, đường Trường Chinh, ngã tư Sở, đường Láng, cầu Giấy, Bưởi, Nhật Tân, Vĩnh Ngọc, Đông Hội, cầu Chui Gia Lâm, khu công nghiệp Hanen. Trên tuyến này có hai cầu vượt sông Hồng, đó là cầu Vĩnh Tuy và cầu Nhật Tân. Cùng với đó là một cầu vượt sông Đuống, đó là cầu Đông Trù. Hiện nay đường vành đai 2 chỉ còn đoạn ngã tư Sở cho đến cầu Giấy, dài khoảng 4 km chưa được mở rộng và xây dựng đường trên cao. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã từng đề xuất thành phố nghiên cứu phương án đầu tư hoàn thiện đoạn ngã tư Sở cho đến cầu Giấy thuộc tuyến đường vành đai 2 vào năm 2022, trong đó có phương án đường trên cao. Cách đây ít hôm, Hà Nội có tổ chức phân lại làn tại ngã tư Sở. Thực trạng giao thông qua nút hiện tại là có thông thoáng hơn, tuy nhiên vẫn xảy ra ùn tắc, chưa giải quyết triệt để. Việc đề xuất xây đường trên cao vượt qua nút giao ngã tư Sở cho đến cầu Giấy là hết sức cấp thiết để giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc tại nút giao này, nơi mà có mật độ giao thông cao thuộc hàng top của thủ đô. Trước mặt quý vị và các bạn là nút giao Cầu Giấy. Dự án xây đường trên cao này sẽ kết thúc tại đây. Các phương tiện tiếp tục chạy dọc tuyến đến đường Võ Trí Công rồi qua cầu Nhật Tân. Việc xây dựng đường trên cao dọc đường Láng có nhiều ý kiến. Có ý kiến xây dựng đường trên cao sẽ phải chặt bỏ hàng cây xà cừ lâu năm. Có ý kiến cho rằng xây dựng đường trên cao dịch ra giữa sông để đảm bảo giữ nguyên hàng cây xanh dọc đường Láng và không ảnh hưởng đến giao thông hiện tại. Tuy nhiên, việc thi công sẽ tốn kém và khó khăn hơn. Theo bạn thì phương án nào sẽ tối ưu mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cho thủ đô? Hãy để lại bình luận nhé. Tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.